Đây là anh Huỳnh Văn Tân, em trai của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Anh có thể cho biết về cái chuyến thăm gặp hôm nay của anh Thức, tình hình sức khỏe của anh Thức ra sao được không ạ? Thì gia đình cũng mới vừa gặp anh xong. Sức khỏe thì về thể trạng ảnh thì yếu, ảnh đi ra cũng ở trong đi ra thì cũng liêu xiêu, nhưng mà về tinh thần thì ảnh vẫn rất là vững vàng, anh còn tỉnh táo lắm, anh rất là tỉnh táo. Anh cho biết là trong 5 ngày đầu á, thì cái thời gian 5 ngày đầu á, cực thực của anh thì nó rất là khó chịu, gần như nó mệt cồn cào khủng khiếp lắm, nhưng mà sau 5 ngày thì anh nói là anh kiểm soát được, anh cảm giác anh kiểm soát được cái đó. Thì tới bây giờ thì theo anh nói thì anh vẫn cảm thấy được, anh kiểm soát được cái việc nhìn ăn của anh. Và mặc dù thì như tôi nói là anh về thể trạng thì cũng yếu, nhưng mà về tinh thần thì anh vẫn vững vàng và anh có thể kiểm soát được. Vậy thì trong cái chuyến thăm gặp thì gia đình mình trò chuyện những gì với anh Thức ạ? Thì cái quan trọng nhất là gia đình cũng cho anh biết là mọi người ở bên ngoài, tất cả những người ở bên ngoài ủng hộ anh và mong anh ngưng thực để bảo toàn cái mạng sống của anh. Và mọi người cũng rất là cần anh. Và yêu cầu anh phải sống. Vậy thì anh Thức có nói gì đến cái chuyện mà anh ngưng tuyệt thực không ạ? Anh nói là rất là cái tôi có ghi nhận lại ở đây. Anh cảm ơn mọi người rất là nhiều về cái tình cảm, về cái sự thâm tình và cái tinh thần ủng hộ đối với anh. Thì anh nói là anh cũng có dặn mọi người á, là anh Định và anh Long á, là phải giữ sức khỏe, đừng dừng lại cho tới khi đạt được mục tiêu của mình, đạt được mục tiêu là chân cầu dân ý. Và anh nói rằng á, ngày thứ ba tuần sau á, là ngày 7 tháng 6 là 15 ngày anh tuyệt thực, thì anh sẽ chọn cái ngày đó là cái ngày anh sẽ dừng tuyệt thực để nhắn cho mọi người rằng là cái ngày đó là cái ngày vận dân tộc, là cái ngày canh thân, là tự mình canh tân, thì anh sẽ chọn cái ngày đó để anh dừng tuyệt thực. Gia đình nghe như vậy cũng rất là vui và nghĩ rằng là anh cũng đã tiếp nhận được cái tình cảm, cái sự nhắn nhủ và lo lắng của ở bên ngoài. Vậy thì là gia đình mình có thông báo cái tình hình sức khỏe của bác Huỳnh mà phải nhập viện sau khi mà biết tin anh Thức, anh ấy tuyệt thực và cùng tuyệt thực của anh Thức trong vòng mấy ngày vừa qua không ạ? Có, gia đình có nói cho anh biết và anh rất là lo lắng. Anh nói là thôi chị em ở nhà cố gắng lo cho ba, thì anh nói là ba cũng cố gắng giữ sức khỏe, nhưng cũng phải nói thôi, thì cái lúc đầu cũng không tính nói để cho anh lo, nhưng mà nghĩ nói ra thì để cho anh, để anh nhượng bộ chứ nói thì cũng có nói, anh cũng lo lắm. Vậy thì hôm nay một đoàn của anh từ Sài Gòn đi ra là có bao nhiêu người ạ? Đoàn thì đi, trong đoàn thì có 4 người trong nhà, thêm anh Định, anh Long, người nhà, thêm anh Phạm Bá Hải nữa. Vậy thì những cái người đi cùng anh từ Sài Gòn ra thì có được vào cùng thăm anh Thức không ạ? Thì gia đình cũng đưa cái chứng minh nhân dân gọn với sổ cũng... nhà là 4 nè, anh Định, anh Long với anh Hải là 3, là 7 nè, thêm hai anh em ở ngoài Hà Nội vào nữa thì là 9 người.
Nhưng mà cuối cùng sau khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ họ giải quyết thì họ chỉ cho 4 người trong gia đình thôi. Họ nói là theo tiêu chuẩn của người nào đủ tiêu chuẩn thì cho vào. Thì anh Định, anh Long và anh Hải cùng với hai người kia thì phải đứng ở ngoài chờ.